Chào mừng các em tham dự lớp học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, thầy sẽ kiểm tra kiến thức cũ của các em. Bài chữ lỗi quan hệ từ. Câu 1. Có những lỗi cơ bản nào khi sử dụng quan hệ từ? A. Thiếu quan hệ từ. B. Thừa quan hệ từ. C. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa. D. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết. E. Tất cả các lỗi kể trên. Như vậy các bạn thấy bốn lỗi kể trên đều là những lỗi cơ bản khi sử dụng quan hệ từ. Chúng ta phải cẩn thận khi sử dụng quan hệ từ với bốn lỗi này nhé. Câu 2. Câu văn sao gặp lỗi gì trong việc sử dụng quan hệ từ? Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của bác Hồ đối với thiếu nhì. A. Thiếu quan hệ từ. B. Thừa quan hệ từ. C. Dùng quan hệ từ không thích hợp về nghĩa. D. Dùng quan hệ từ mà không có tác dụng liên kết. Chúng ta chọn câu B, thừa quan hệ từ qua ở đầu câu khiến cho câu văn này thiếu chủ ngữ. Ha, để sửa câu văn này chúng ta cần phải một là chúng ta bỏ từ qua, hai là chúng ta phải thêm chủ ngữ phù hợp. Câu 3, có thể điền những quan hệ từ nào vào chỗ trống trong câu văn sau: Thật ra tôi chấm 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 nó ít khi gặp nhau. Câu A, quan hệ từ với, câu B, quan hệ từ và câu C quan hệ từ cùng, câu D từ bên cạnh. Chúng ta có thể điền từ với thực ra tôi với nó ít khi gặp nhau hoặc điền quan hệ từ và thực ra tôi và nó ít khi gặp nhau đều được các em ha. Hôm nay chúng ta tìm hiểu một lượt ba bài từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa và từ đồng âm, lượng kiến thức hơi nhiều nhưng mà cũng không có gì xa lạ với các em bởi vì những kiến thức này chúng ta đã được học ở bậc tiểu học. Hôm nay chúng ta tìm hiểu lại và nâng cao một chút các em ha. Để chuẩn bị học tốt cho bài học này, các em sẽ lấy sách giáo khoa, bút chì và thước cần thiết để thực hiện theo yêu cầu của thầy. À, ở cái clip này chúng ta sẽ ghi bài ở những nơi, ở những slide mà nó có cái biểu tượng bàn tay cầm cái bút ha các em ha. Chứ nó không nằm ở cuối như những video clip khác nữa. Đầu tiên các bạn tìm hiểu cùng thầy bài từ đồng nghĩa. Các em mở sách giáo khoa ra trang 113. Từ đồng nghĩa là gì? Từ đồng nghĩa là những từ có nghĩa giống hoặc gần giống nhau. Các bạn lưu ý ha, có nghĩa giống hoặc gần giống nhau. Ví dụ như chết, hy sinh, qua đời, ba từ này đều có nghĩa là không còn sống ở trên đời nữa. Như vậy ta có thể nói từ chết, từ hy sinh, từ qua đời là những từ đồng nghĩa với nhau. Là những từ đồng nghĩa với nhau. Hay Ví dụ hai ăn, xơi, chén, dùng bữa đều có nghĩa là ăn. Ta có thể nói ăn, xơi, chén, dùng bữa là những từ đồng nghĩa. Các em hiểu khái niệm từ đồng nghĩa rồi chứ? Rồi. Có hai loại từ đồng nghĩa các em ha. Thứ nhất là từ đồng nghĩa hoàn toàn là những từ có nghĩa giống hệt nhau. Nên nó có thể đổi vị trí cho nhau mà không ảnh hưởng gì đến nghĩa diễn đạt. Thầy có thể lấy ví dụ, rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu quả mơ chua trên rừng. Chim xanh ăn trái, sòi xanh ăn no, tấm mát, đậu cành, cây đa. Các bạn thấy từ quả và từ trái nghĩa của nó giống nhau hoàn toàn. Ta có thể nói trái là cách nói khác, cách gọi khác của từ quả. Như vậy ta thử đổi chỗ từ quả và từ trái xem sao. Rủ nhau xuống bể mò cua, đem về nấu trái mơ chua trên rừng chim xanh ăn quả xoài xanh ăn no tấm mát đậu cành cây đa các bạn thấy nghĩa của câu thơ không hề thay đổi khi chúng ta đổi chỗ từ quả và từ trái cho nhau như vậy ta có thể nói từ quả và từ trái là những từ đồng nghĩa hoàn toàn à, những từ đồng nghĩa hoàn toàn này chúng ta dễ tìm được ở những từ địa phương à, từ địa phương một từ địa phương nó sẽ có một từ toàn dân tương ứng như vậy từ địa phương và từ toàn dân đó được gọi là những từ đồng nghĩa lời thứ hai đó là từ đồng nghĩa không hoàn toàn có nghĩa là gì nghĩa của các từ đó nó có sự khác nhau về sắc thái biểu cảm nghĩa của hai từ nghĩa của các từ nó sẽ có sự khác nhau về sắc thái biểu cảm chính vì vậy nó không thể nào thế chỗ cho nhau được à, khi thế chỗ nghĩa của câu sẽ bị ảnh hưởng ngay hãy lấy ví dụ trước sức tấn công như vũ bảo và tinh thần chiến đấu dũng cảm tuyệt vời của quân tây sơn hàng vạn quân thanh bỏ mạng Công chúa Habana đã hy sinh, anh Dũng thanh kiếm vẫn cầm tay. Ở đây bỏ mạng và hy sinh đều đồng nghĩa là chết. Ha? Nhưng mà, à, nhưng mà chúng ta không thể đổi chỗ được. Chúng ta không thể nói là hàng vạn quân thanh đã hy sinh hay công chúa Habana đã bỏ mạng được. Vì sao? Bỏ mạng mang ý nghĩa gì các bạn? Hy sinh là một cái chết cao thượng, cái chết vì lý tưởng, cái chết vì mọi người, một cái chết anh hùng. Còn bỏ mạng là một cái chết vô nghĩa, một cái chết vô ích một cái chích lãng xẹ, ai à, thì rõ ràng bỏ mạng hy sinh nó khác nhau về sắc thái biểu cảm chúng ta không thể đào đổi chỗ nó cho nhau được, ha à, nên ta gọi từ bỏ mạng và từ hy sinh là những từ đồng nghĩa không hoàn toàn với nhau, từ đồng nghĩa không hoàn toàn với nhau. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau làm bài tập ở phần này thầy đề nghị các bạn lấy uh, bút chì và thước lên. À, để chúng ta cùng làm thẳng vào trong sách giáo khoa hãy Các bạn theo hướng dẫn Trang 115 các em mở ra Chúng ta làm bài tập số 1 trang 115 Yêu cầu bài tập 1 là tìm từ hán Việt đồng nghĩa với các từ sau đây À Từ đầu tiên là gan dạ Ta có từ hán Việt đồng nghĩa là dũng cảm Hoặc là anh hùng Hoặc là anh dũng Từ thuần Việt là nhà thơ Ta có từ hán Việt đồng nghĩa là thi nhân Mẫu sẻ Thì ta có từ hán việt đồng nghĩa là giải phẫu hoặc là phẫu thuật của cải ta có từ hán việt đồng nghĩa là tài sản hoặc gia sản nước ngoài ngoại quốc chó biển hải cẩu đòi hỏi yêu cầu hoặc là đề nghị năm học niên khóa loài người nhân loại thay mặt đại diện chúng ta sang bài tập thứ hai nếu nhanh quá các bạn có thể dừng lại để các bạn ghi vào trong vợ trong sách giáo khoa của mình. bài 2. Tìm từ có gốc ấn âu đồng nghĩa với các từ sau đây: máy thu thanh thì gốc từ gốc ấn âu đồng nghĩa với nó là radio hoặc là cassette. À, sinh tố là vitamin. Sinh tố đây không phải là cái trái cây sai người ta xay ra thành cái dạng lỏng để chúng ta uống chúng ta ăn đâu nha. Cái này là một loại cái một loại cái khoáng chất cần thiết cho cơ thể vitamin. À, à, xe hơi thì có từ gốc ấn âu đồng nghĩa là ô tô. Dương cầm là piano bài tập số 3 các em sẽ à, thầy gợi, gợi ý một số những cái từ địa phương và từ toàn dân tương ứng à, ví dụ như mợ má bầm u à, từ toàn dân là mẹ roi từ toàn dân là mận quẹo từ toàn dân là rẻ mô từ toàn dân là đầu vân vân tập số 4 tìm từ đồng nghĩa thay thế các từ in đậm trong các câu dưới đây món quà anh gửi tôi đã đưa tận tay chị ấy rồi thì chúng ta cũng có thể thay bằng từ chào bố tôi đưa khách ra đến cổng rồi mới trở về chúng ta có thể thay từ đưa bằng từ đồng nghĩa tiễn cậu ấy gặp khó khăn một tí đã kêu chúng ta có thể thay bằng từ đồng nghĩa kêu ca hoặc là than anh đừng làm như thế người ta nói cho đấy chúng ta có thể thay bằng từ đồng nghĩa là cười hoặc là dị nghị cụ ốm nặng đã đi hôm qua rồi chúng ta có thể thay bằng từ đồng nghĩa là mất hoặc là qua đời ở đây chúng ta đừng tiền đừng có điền những cái từ ngữ mang ý nghĩa tiêu cực chia bay ha bỏ mạng hoặc là hả đi bắn muối hoặc là ngủm củ tỏi vân vân bởi vì đây là cụ mà đối với người cao tuổi người lớn tuổi chúng ta cần phải tỏ thái độ tôn kính nha các em câu bài số 5 mình về nhà làm nha bây giờ chúng ta làm bài tập số 6 trang 116 chọn từ thích hợp điền vào các câu dưới đây câu a thành tích và thành quả chúng ta điền như sau thế hệ mai sau sẽ được hưởng thành quả của công cuộc đổi mới hôm nay. Cậu bà trường ta đã lập nhiều thành tích để chào mừng ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Thành tích và thành quả nó khác nhau ở chỗ nào các em? Thành quả là kết quả của một quá trình lâu dài. Còn thành tích chỉ làm kết quả của một quá trình ngắn và đã kết thúc. Câu B, ngoan cường, ngoan cố, bọn địch, ngoan cố chống cự đã bị quân ta tiêu diệt ông đã ngoan cường giữ vững khí tiết cách mạng các bạn thấy ngoan cố là ý mỉa mai à, khinh bỉ còn ngoan cường là ca ngợi tôn vinh câu c nhiệm vụ và nghĩa vụ lao động là nghĩa vụ thiên liêng là nguồn sống nguồn hạnh phúc của mỗi người thầy hiệu trưởng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho lớp em trong đợt tuyên truyền phòng chống ma túy câu d giữ gìn và bảo vệ em thấy luôn luôn giữ gìn quần áo sạch sẽ bảo vệ tổ quốc là sứ mệnh của quân đội các bạn thấy giữ gìn và bảo vệ nó khác nhau ở cái sách thái biểu cảm à, giữ gìn là những cái nhỏ nhỏ nhặt thôi à, nhưng mà bảo vệ là những cái nó to lớn nó vĩ đại các bạn ha nó quan trọng số 7 trang uh, số 116 117 trong các cặp câu sau đây câu nào có thể dùng hai từ đồng nghĩa thay thế nhau câu nào chỉ có thể dùng một trong hai từ đồng nghĩa đó đối đại đối xử nói đối đãi hay đối xử đều được chỗ này hả các bạn ha tử tế với mọi người xung quanh nên ai cũng mến nó mọi người đều bất bình trước thái độ đối xử của nó với trẻ em à trọng đại to lớn của cái mạng tháng tám có nghĩa trọng đại hoặc to lớn đối với vận mệnh dân tộc ông ta có hình hình to lớn như pháp chúng ta kết thúc bài tập các bạn về nhà tiếp tục làm bài tập số 8 rồi và số 9 trang 117 vào trong vở bài tập chúng ta qua bài thứ hai từ trái nghĩa. Các em cùng mở ra sách giáo khoa trang 128. Từ trái nghĩa là gì? Từ trái nghĩa là những từ có nghĩa trái ngược nhau. Thầy lưu ý với các em cái từ trái ngược nhau. Thầy không hề nói là từ trái nghĩa là những từ có nghĩa khác nhau. Đương nhiên từ này với từ kia nghĩa của nó phải khác nhau rồi. À, ở đây là phải trái ngược mới được nha các em. À, ví dụ như ngẩn có nghĩa là ngước đầu lên. Gục cuối có nghĩa là gục đầu xuống, ta thấy hai hành động này nó ngược chiều nhau, nên ngẩn trái nghĩa với cuối. À, từ trái nghĩa sử dụng chủ yếu trong các thể đối các bạn, đặc biệt là trong thơ ca các bạn thấy những bài thơ mình học thể đối rất là nhiều. À, để tạo những cái hình ảnh tương phản, gây ấn tượng, làm cho lời nói thêm sinh động. Ví dụ, trẻ đi, già trở lại nhà, giọng quê không đổi, xương pha mái đầu. Các bạn thấy ở đây tác giả dùng hai từ trái nghĩa trẻ và già. Trẻ thì đi, già thì trở lại, để giúp cho nhà thơ khái quát lại khoảng thời gian xa quê của mình rất là dài, nó dài đằng đẵng các bạn, dài dường như kéo dài suốt cả cuộc đời con người. Để từ đó bộc lộ tình yêu quê hương Tha thiết bền vững Không gì có thể làm lay chuyển được Các bạn thấy tác dụng của những cặp từ trái nghĩa là như thế Chúng ta cùng nhau làm phần luyện tập trang 129 Bài tập số 1 tìm những từ trái nghĩa Trong các câu ca dao tục ngữ sau đây Chị em như chuối nhiều tàu Tấm lành che tấm rách Đừng nói nhau nhiều lời Chúng ta có lành và rách trải nghĩa với nhau. Số câu chẳng giàu thì nghèo ngày 30 Tết thịt treo trong nhà, chúng ta có giàu và nghèo trái nghĩa. Ba năm được một chuyến sai, áo ngắn đi mượn, quần dài đi thuê, chúng ta có ngắn và dài. Đêm tháng 5 chưa nằm đã sáng, ngày tháng 10 chưa cười đã tối, chúng ta có hai cặp. Cặp thứ nhất là đêm và ngày, cặp thứ hai là sáng và tối. Cặp số 2, tìm các từ trái nghĩa với những từ in đậm trong những cụm từ sau đây. Ví dụ như trái nghĩa với cá tươi, chúng ta có cá ương. Trái nghĩa với hoa tươi, ta có hoa héo. Trái nghĩa với ăn yếu ta có ăn khỏe. Trái nghĩa với học lực yếu ta có học lực giỏi. Chữ xấu ta có trái nghĩa với chữ đẹp. Đất xấu trái nghĩa với đất tốt. Những từ màu xanh là những từ nó trái nghĩa nha các bạn. Còn những từ màu đen là những từ nó kết hợp. Những từ đó không có xếp vào trái nghĩa nha. Bài tập 3. Điền các từ trái nghĩa thích hợp vào các thành ngữ sau. Chân cứng. Trái nghĩa với tư cứng là đá mềm có đi trái nghĩa là có lại gần nhà xa ngõ mắt nhắm mắt mở chạy sắp thì có chạy ngựa thưởng thì phạt khinh trọng cái thì có đợt thấp thì có cao ước thì có có ráo các em về nhà tra từ điển những cái thành ngữ này để hiểu rõ hơn nghĩa của các thành ngữ này ha do không có thời gian này không có giải thích nhiều với các bạn bài tập số 4 các bạn sẽ về nhà làm vào trong vở bài tập Chúng ta qua bài tiếp theo đó là bài từ đồng âm. Từ đồng âm. Các bạn cùng nhau mở sách giáo khoa cùng thầy trang 135. Từ đồng âm là gì? Từ đồng âm là những từ có âm thanh giống nhau nhưng nghĩa của nó hoàn toàn khác, khác xa nhau. Ví dụ, con ngựa đang đứng bỗng lòng lên mua được con chim bạn to nhút ngay vào lòng. Các bạn thấy À, câu 1 cũng có từ lòng, câu 2 cũng có từ lòng. Nhưng mà lòng trong câu một khác lòng trong câu 2 à. Lòng trong câu 1 là một hành động nhảy dựng hai chân trước lên do giận dữ hoặc là sợ hãi. Còn lòng trong câu 2 là một vật dụng bằng tre hoặc kim loại dùng để nhốt những con thú nhỏ các bạn. Như vậy các bạn thấy không? Đọc giống nhau, lòng, lòng. Nhưng mà nghĩa hai từ này hoàn toàn khác nhau và nghĩa của nó không có điểm nào chung hết trơn hết trọi á. Khác xa nhau hoàn toàn luôn. Yeah chúng ta nói hai từ lòng là hai từ đồng âm với nhau hai từ lòng này là hai từ đồng âm với nhau các bạn cũng cần lưu ý là chúng ta cần phải phân biệt từ đồng âm và từ nhiều nghĩa nha các em từ đồng âm và từ nhiều nghĩa là hai vốn từ khá xa nhau từ đồng âm nghĩa của các từ nó không liên quan gì với nhau tức là không có nét chung về nghĩa nhưng mà từ nhiều nghĩa là các nghĩa của nó có nét chung nha ví dụ như câu 1 con ngựa đang đứng bỗng lòng lên con ai mua được con chim bạn tôi nhốt ngay vào lòng các bạn thấy không lòng trong câu 1 và lòng trong câu 2 nghĩa nó khá xa nhau hoàn toàn đâu có điểm chung nhưng ở đây ở bên từ nhiều nghĩa câu thứ hai các bạn thấy chân em bị đau hẹn gặp bạn ở chân núi nhé Chân trong câu 1 là phần dưới cùng của cơ thể dùng để di chuyển. Chân trong câu 2 là phần dưới cùng của một quả núi là phần tiếp giáp với mặt đất. Các bạn thấy điểm chung của chân trong câu 1 và chân trong câu 2 là phần thầy gạch dưới màu đỏ đó các bạn. Đó là đều là phần dưới cùng của một vật. Các bạn thấy không? Nên từ chân được gọi là từ nhiều nghĩa chứ chân không phải là từ đồng từ đồng âm. Các bạn lưu ý. Rồi khi sử dụng từ đồng âm, các bạn cần phải uh, chú ý đúng và đủ ngữ cảnh để tránh gây hiểu nhầm. Ví dụ trường hợp này, các bạn nói đơn giản câu đem cá về kho, người ta sẽ hiểu cho, theo một trong hai cách nha. Kho có thể là hiểu là một cái cách chế biến thức ăn. Kho người ta muốn hiểu là một nơi chứa đồ đạc đều được. Các bạn không được cấm người ta nha. À, bởi vì sao Nó không có ngữ cảnh Nên rất khó xác định được chính xác nghĩa của từ kho trong câu này Như vậy Khi nói tránh trường hợp nói kiểu như vậy nha các bạn Mà mình phải nói làm sao Để người ta hiểu đúng một nghĩa Của từ đồng âm đó trong câu thôi Ví dụ như à, Để người ta hiểu theo nghĩa thứ nhất thôi Tức là kho là một cách chế biến thức ăn Thì chúng ta có thể nói như sao Đem cá về cho mẹ kho Còn để hiểu theo cách thứ hai Thì đem cá về cất vào kho Được rồi đó mình nói thì khi mình sử dụng từ đồng âm á thì mình phải nhớ điều này để cho người ta hiểu đúng hiểu đủ và tránh hiểu nhầm à, hiểu nhầm nhiều khi nó gây hậu quả nghiêm trọng các em nhé rồi chúng ta cùng nhau làm bài tập trang số 136 bài tập số 1 đọc lại đoạn đoạn dịch bài thơ bài ca nhà tranh bị gió thu phá từ tháng 8 thu cao gió thế già cho đến quay đầu chống gậy lòng ấm ức tìm từ đồng âm với mỗi từ sau đây thu cao ba tranh sang nam sức nhà tuốt môi chúng ta trả lời như sau ví dụ như thu thì mùa thu với thu tiền thu trong mùa thu và thu trong thu tiền đồng âm với nhau tương tự cao thì có chiều cao thạch cao ba thì có số ba ba mẹ con ba ba tranh thì có máy tranh bức tranh tranh giành sang thì có sang nhà bạn đồng âm với giàu sang nam thì có nam tính với lại phương nam sức thì có sức khỏe trang sức nhà thì có nhà cơm nhà tôi mà nó lại làm như thế thường mình nói như vậy đó các em túa thì có túa lúa hoặc là biết túa môi thì có đôi môi đồng nghĩa đồng âm với lại môi giới bài tập 2. tìm các nghĩa khác nhau của danh từ cổ và giải thích mối liên quan giữa các nghĩa đó các bạn thấy nghĩa của từ cổ bộ phận của cơ thể nơi nối đầu với thân bộ phận của áo nơi có ve áo cổ chân cổ tay bộ phận của chai lọ có phần hình trụ giống cái cổ à như vậy ở đây từ cổ danh từ cổ là một từ nhiều nghĩa à, từ nghĩa gốc cơ sở từ cổ được chuyển sang nhiều nghĩa khác nhau các em thấy à đồng âm với danh từ cổ chúng ta sẽ có cổ thứ nhất là cũ xưa à, Ví dụ như cổ điển, nhạc cổ, nhà cổ. À, cổ đồng âm thứ hai, với danh từ cổ là cổ là một căn bệnh thuộc tứ chứng nan y rất khó chữa, ví dụ như phong, lao, cổ lai. Bài tập số 3. Đặt câu với mỗi cặp từ đồng âm sau, ở mỗi câu phải có cả hai từ đồng âm. Họ bàn với nhau sẽ sửa lại những chiếc bàn hỏng trong lớp. Các bạn thấy bàn thứ nhất là động từ, bàn thứ hai là danh từ, cùng xuất hiện ở trong cùng một câu. Hai từ này đồng âm với nhau. Năm nay, em của em học hết lớp 5. Chúng ta thấy năm thứ nhất là danh từ, năm thứ hai là số từ. Con sâu chui sâu vào trong quả táo. Chúng ta có sâu thứ nhất là danh từ, sâu thứ hai là tính từ. Bài tập số 4 thì các bạn về nhà tự đọc. Hay các em ha. Rồi, thầy hướng dẫn các bạn học tập ở nhà trước khi hết bài. Đầu tiên các bạn xem lại bài học ha các bạn ha. Đặc biệt là những phần ghi nhớ. À, làm những bài tập còn lại vào trong vở bài tập. Các bạn đọc trước cho thầy để chuẩn bị cho tiết học văn bản sau đó là thông tin về nhà thơ Lý Bạch, tìm hiểu sơ lược về đời đường ở Trung Quốc, đặc biệt là về thơ ca, trả lời những câu hỏi đọc hiểu trong sách giáo khoa trang 124. Cảm ơn các bạn đã quan tâm, chú ý lắng nghe từ nãy đến giờ. Chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những tiết học tiếp theo.